Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh cỏ lan chi có khả năng thanh lọc được không khí rất là tốt, có thể hấp thụ 95% carbonic, xử lý các khí độc hại từ các thiết bị điện thải ra. Trong quan niệm dân gian, cỏ lan chi đại diện cho sức sống dẻo dai, kiên cường, thanh cao. Trong phong thủy, là lá bùa hộ mệnh chống lại tà ma xui xẻo, đem lại may mắn, hạnh phúc, tài vượng cho chủ nhân. Cỏ lan chi còn được sử dụng nhiều để trang trí nhà cửa, sân vườn, ban công hoặc dùng để đặt trên bàn làm việc, giúp bạn có một luồng năng lượng tích cực để sinh hoạt cũng như làm việc. Qua video này, mình sẽ giúp các bạn trồng một chậu cỏ lan chi đặt trong nhà một cách đơn giản nhất. Mời các bạn